Vào 6 giờ sáng hôm nay ngày 30 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết vừa ghi nhận thêm 9 ca dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng và Hà Nội. Đến thời điểm này, Việt Nam có 459 ca mắc COVID-19. Sau đây là những thông tin chi tiết về 9 ca mắc COVID-19 mới. Ca bệnh 451. Bệnh nhân nữ 36 tuổi là điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 452, bệnh nhân nam 52 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 453, bệnh nhân nữ 56 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 454, bệnh nhân nữ 65 tuổi, là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 455, bệnh nhân nữ 32 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 456, bệnh nhân nữ 57 tuổi, ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 457, bệnh nhân nam 70 tuổi ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 458, bệnh nhân nữ 38 tuổi ở Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 459, bệnh nhân nam 76 tuổi ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh. Ngày 25 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân ra Hà Nội. Ngày 29 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu giám sát chủ động những người liên quan đến các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến 6 giờ hôm nay ngày 30 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 459 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay 43 ca. Tính từ 18 giờ ngày 29 tháng 7 đến 6 giờ ngày 30 tháng 7, 9 ca mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 81.546. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 472, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.213, cách ly tại nhà nơi lưu trú 66.861. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 9 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 3 ca. Về nhà an toàn rồi là cảm xúc vỡ òa của phi hành đoàn cùng với 219 hành khách khi chuyến bay đặc biệt HVN6 từ Guinea Xích Đạo hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào 15 giờ 10 hôm qua ngày 29 tháng 7. Sau chuyến bay đặc biệt tới tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc, khi nơi đây trở thành điểm nóng đầu tiên về COVID-19 trên thế giới, thì chuyến bay tới Guinea Xích Đạo cũng có rất nhiều điều đặc biệt. Trong số 219 người lao động Việt trở về, có 129 người đã nhiễm COVID-19. Vì vậy, chuyến bay được thực hiện theo quy trình đặc biệt nhất từ trước đến nay. Tại sân bay Nội Bài, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn không di chuyển vào nhà ga, nên việc nhập cảnh sẽ được thực hiện tại chỗ. Để giải tỏa nhanh nhất có thể đối với 219 hành khách trên chuyến bay này, đưa về nơi điều trị và cách ly tại bệnh viện, máy bay được dẫn đỗ ở vị trí biệt lập tại khu vực cuối nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài. Sau khi hành khách xuống khu vực sân đỗ, máy bay, xe thang, phương tiện tác nghiệp đều được khử trùng tuyệt đối. 5 xe cứu thương được điều đến túc trực tại sân bay để đưa 5 bệnh nhân nặng rời đi sớm nhất. Các bệnh nhân còn lại cũng được về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại huyện Đông Anh, Hà Nội ngay sau đó.
Chiều qua, 29 tháng 7, sau khi Sở Y tế thành phố thông báo 2 ca mắc COVID-19 hiện đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đã phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin cách xử lý đối với những trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh này. 121 nhân viên y tế tại thành phố Hồ Chí Minh có tiếp xúc với 2 ca mắc COVID-19 đều âm tính. Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân 449 và 450 từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 7. Họ đã đến các địa điểm như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Quốc tế City, khách sạn Thanh Danh, nhà bệnh nhân tại phường 16, quận 8. Xác định được 121 nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân và toàn bộ nhân viên y tế này đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều qua 29 tháng 7, toàn bộ 121 mẫu xét nghiệm của các nhân viên y tế đều đã có kết quả âm tính. Đến chiều qua 29 tháng 7, tình trạng bệnh nhân 450 ổn định, bệnh nhân 449 vẫn tỉnh táo nhưng phải hỗ trợ thở oxy, có dấu hiệu tổn thương phế nang dạng lan tỏa hai bên. Bệnh nhân 449 có nhiều bệnh lý nền kèm theo như cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp và đang được các bác sĩ nhiều chuyên khoa phối hợp hội chẩn điều trị. Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City ngưng tiếp nhận người bệnh mới trong vòng 3 ngày, khử khuẩn khách sạn Thanh Danh, phong tỏa khu vực nơi bệnh nhân 450 lui tới nhiều lần. Liên quan đến việc xét nghiệm cho người trở về từ Đà Nẵng, theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến sáng 29 tháng 7 đã có 9.000 trường hợp người dân khai báo y tế. Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 6.000 trường hợp. Liên quan đến bệnh nhân mắc Covid đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tối qua ngày 29 tháng 7, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh phải nhanh chóng khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Và trong văn bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban của các cấp nhanh chóng thực hiện các biện pháp cách ly từ 0 giờ hôm nay ngày 30 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, đeo khẩu trang khi đi ra đường. Dừng các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi, giải trí, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, trò chơi có thưởng, phòng tập thể thao, gym, yoga. Hôm qua ngày 29 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đắk Lắk đã họp khẩn cấp công bố trường hợp đầu tiên dương tính với COVID-19 trên địa bàn. Bệnh nhân là HTIN, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân đón xe khách từ Đà Nẵng về thành phố Buôn Ma Thuột. Sáng 27 tháng 7, bệnh nhân xuống bến xe liên tỉnh phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk, không về nhà và vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh bằng xe ôm công nghệ để khai báo y tế. Sau đó, bệnh nhân N được các bác sĩ đưa vào khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hôm nay 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hội An. Và tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 31 tháng 7. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện, nước, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ được tiếp tục hoạt động. Thời gian áp dụng bắt đầu 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8. Ngay sau khi ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tại Đà Nẵng, giá khẩu trang y tế đã bắt đầu tăng.
Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý Thị trường, thì vào ngày 28 tháng 7, chỉ riêng tại Đà Nẵng, các sản phẩm khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay y tế đã bán nhiều loại khác nhau và với nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể, giá bán khẩu trang từ 2.000 đồng một cái đến 45.000 đồng một cái, tương đương một hộp khẩu trang 50 cái có giá từ 100.000 đồng lên đến 2,25 triệu đồng. Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, khẩu trang cũng được nâng giá hàng ngày, nhất là trên các trang bán hàng online, mạng xã hội. Chị Thanh, nhân viên văn phòng tại một cơ quan ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cách đây 10 ngày, chị đặt mua khẩu trang y tế 4 lớp cho đồng nghiệp, giá chỉ có 56.000 đồng một hộp. Cuối tuần qua, nhà sản xuất báo giá khẩu trang 60.000 đồng một hộp. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn chưa giao hàng đã đặt và sau đó tiếp tục báo giá lên 80.000 đồng một hộp nhưng vẫn chưa có hàng. Thử tìm kiếm mua khẩu trang y tế trên các chợ điện tử như Lazada, Shopee, Tiki thì giá khẩu trang y tế cũng muôn hình vạn trạng, từ 100.000 đồng một hộp đến 250.000 đồng một hộp. Giá khẩu trang y tế nhảy múa khiến nhiều người chuyển sang dùng khẩu trang vải. Do lượng khẩu trang vải trước đây được sản xuất nhiều nên không quá khan hiếm. Dù vậy, giá khẩu trang vải cũng loạn xạ, dao động 10.000 đến 20.000 đồng một cái, cao gấp 2 đến 3 lần so với giá các doanh nghiệp dệt may đưa ra. Vừa rồi là những thông tin về diễn biến tình hình Covid-19 mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên xem tiếp tục những video trên VGT để cập nhật những thông tin mới về Covid-19. Và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.